Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ là sáng ở bên Mỹ nhưng mà tối bên ở bên Việt Nam thì chắc có lẽ một số quý anh chị cũng đã nghe được cái livestream của Ni và Hồng Loan khi mà nói về người anh hai của tất cả trong ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Tất cả mọi người em ở trong ngôi nhà đó, từ Hồng Loan cho tới Thành Mỹ và Bùm, đều xem anh hai là một người anh và luôn kính trọng anh của mình. Nhưng tại sao cứ xử ra như thế này? Có lẽ là anh hai đã bị giật dây. Lúc đầu tiên thì tôi cũng không có hoàn toàn tin thẳng lắm các bạn. Tôi cũng lấy một lý do nào đó để tôi tự bào chữa cho Vũ Linh. Và tôi nói rằng sẽ không bao giờ có cái chuyện mà người anh hai này đâm sau lưng chiến sĩ, ném đá dấu tay và dùng những cái thủ đoạn đó ấy với lại đứa em của mình. Nhưng mà vì cái lý do gì phải làm như vậy, tôi tự tìm cho mình những cái câu trả lời để có thể bênh vực cho anh hai. Nói thẳng ra là như vậy, tại vì mình cũng mến mộ tiếng hát của anh hai từ đó đến giờ. Và mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra, nhưng mà qua những cái bằng chứng, rồi qua những cái video, những cái ghi âm thì nó rõ ràng như vậy rồi. Chúng ta không thể nào thay đổi được những cái gì mà anh hai đã làm với lại em gái Hồng Loan và Ni. Thì nó quá đầy đủ bằng chứng rồi. Còn bên dịch nữa đây, các bạn hai, những đoạn ghi âm đó Ni đã có đầy đủ hết và chúng ta cũng có thể nghe. Bây giờ các bạn thấy không? Cái đoạn ghi âm với lại cái cô Minh Sinh Thiện ở dưới Củ Chi á, nó đã làm nát lòng cho những người ở trong ngôi nhà số 5 một phần nào rồi. Đã một lần rồi. Bây giờ tại theo ta là có thêm một cái ghi âm nữa. Thì nó làm cho chúng ta nghĩ rằng người anh này làm rất là nhiều chuyện ở đằng sau các đứa em. Vì cái gì? Vì danh vọng, vì tiền bạc, hay là một lý do nào đó, phải không các bạn? Nhưng mà đa số á, thì chúng ta thấy rằng là anh hai vướng vào vấn đề kinh doanh, rồi nợ nần thì nhiều. Có thể rằng phải dựa vào cái cô bông hậu này để thanh toán những cái số nợ nần mà anh hai đang thiếu người ta. Có một số nợ mà anh hai bị kiện cách đây 2-3 năm trong mùa dịch là 20 tỷ đấy nghe các bạn nha. Người kiện là ca sĩ Nguyễn Tâm. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ chia sẻ đến vấn đề đó, nhưng trước tiên thì chúng ta chia sẻ vấn đề mà Hồng Loan Ni với lại Thành Mỹ Bùm Bùm trước đi. Mới đây thì Thành Mỹ có lên một cái status và viết nhắn gửi cho Vũ Linh và cũng như gửi lại số tiền 10 triệu mà lúc trước anh hai đã giúp đỡ cho Thành Mỹ. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với cái status đó nha. Đầu tiên là em xin cảm ơn anh vì thời điểm đó đã cho em từng đấy số tiền để hỗ trợ em. Em thật sự rất biết ơn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, anh ơi, mình thật sự là người lớn, mình còn có cả cái địa vị nữa. Nên không phải vì một chút tiền bạc của cải của anh cho em mà em phải chấp nhận nhắm mắt bịt miệng để cho anh có thể làm những điều bất lợi với em của em. Chính là Hồng Loan đó. Tất cả hết thảy những anh chị em, cô chú đang dành tình cảm cho gia đình em rất biết ơn, thậm chí không cần vật chất nữa. Đúng thật là ông trời có thể nhìn thấy hết. Vậy cho nên chuyện nào thì ra chuyện đó. Anh đã cho gia đình em và cá nhân em những gì em thật sự rất biết ơn. Nhưng không vì vậy mà anh có quyền làm hại em gái của em. Em chỉ là người bình thường thôi, em không phải nghệ sĩ nên lời nói của em không có văn hoa.
cũng không được hay. Hôm nay em xin phép gửi lại số tiền. Em xin cảm ơn anh và luôn hỗ trợ cho gia đình em. Em thành thật cảm ơn và biết ơn anh. Tôi thấy cái bài viết của Thành Mỹ thì không có gì mà xét láo, ngang ngược hay có những lời xúc phạm đến anh ai cả. Chỉ là một cái việc là Thành Mỹ gửi trả lại số tiền mà nghệ sĩ Vũ Linh đã từng giúp. Tại vì nếu mà mình giữ cái số tiền đó thì các bạn thấy rằng nó khó lắm. Nó bây giờ theo bên phía bên Vũ Linh thì nói là nhận rồi, bây giờ trả lại giống như con nít. Không phải là như vậy. Tại vì như thế này, không có những cái đoạn ghi âm, không có những cái con dao đâm lén sau lưng em gái của mình là Hồng Loan, thì Thành Mỹ không bao giờ trả lời số tiền này đâu. Dĩ nhiên là người ta nhận, người ta cảm ơn, chứ đâu có ai mà tự nhiên khi không mà đi là tự nhiên cái lên đăng đàn trả ngang vậy. Nhưng mà tại vì Vũ Linh đã đâm sau lưng chiến sĩ làm những việc không phải với đài Hồng Loan, cho nên những ân tình này thì Thành Mỹ phải trả lại. Chứ nếu mà Thành Mỹ nhận số tiền này có nghĩa là Thành Mỹ phải làm những việc mà Vũ Linh đang làm, hoặc là phải im lặng những cái việc đó thì là không được, chắc chắn là không được rồi. Cho nên cái cách tốt nhất là cháu Thành Mỹ này trả lại những cái số tiền đó và cũng cảm ơn rõ ràng và sạch hẳn cái biên giới là anh làm cái gì cũng được nhưng đừng có hại em gái của em là được rồi. Cái ân tình của anh trong lúc đó thì Thành Mỹ rất là biết ơn. Vẫn cảm ơn rõ ràng. Như vậy tôi thấy Thành Mỹ có lòng thành thiệt trả lời số tiền đó và nói cho Vũ Linh biết rằng vẫn biết ơn anh hai, nhưng chuyện nào thì ra chuyện đó. Em cảm ơn anh là chuyện này, nhưng em không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể câm đến những việc làm của anh đối với Hồng Loan. Tôi cho rằng đây là đúng. Thì bên phía bên anh hai thì thường thường nói rằng anh hai đi công du, anh hai đi nước ngoài này, ít có biết thông tin lắm. Nhưng mà những gì mà người ta đồn đoán, người ta nói rần rần lên á, hay là những đưa những cái bằng chứng anh hai đâm sau lưng chiến sĩ, thì anh hai nói anh hai không biết. Cái gì mà anh không biết chứ. Nhưng mà Hồng Loan vừa biết bài 30 phút sau thì anh hai trả lời liền. Anh hai lẹ lắm. Rồi nói về tiền bạc của Thành Mỹ trong vòng 5 phút là anh hai trả lời liền. Anh hai có cái hay là hay cái đó đó các bạn. Để tôi xem cái vừa rồi thì anh hai và có biết cho Thành Mỹ như thế này, chúng ta đọc rồi chúng ta sẽ cùng với nhau phân tích nha. Đối với Luân thì không quan trọng có cùng huyết thống hay là không cùng huyết thống, nhưng khi mà Luân thấy người ta khổ thân, khó khăn, hoạn nạn thì Luân một miếng khi đổi bằng một gói khi no. Và Luân cũng đều giúp trong cái khả năng của mình. Luân may mắn được cha mẹ mở ngoặc đóng ngoặc dạy dỗ. Về lòng biết ơn nên khi nhận được sự giúp đỡ của người đời, Luân vô cùng biết ơn và nhớ ơn suốt đời. Ông trời sẽ nhìn thấy hết, cho hay lấy, ông trời sẽ quyết định. Còn Luân chọn cách tha thứ vì tình của ba Linh. Thứ nhất, nhận về cái số tiền đó, tôi thấy cái bài viết của Thành Mỹ thì không có đụng chạm, cũng không có sức láo. Nhưng mà trong đây thì tôi không phải là vạch lá tìm sâu, nhưng mà anh hai nói câu là Luân may mắn được cha mẹ dạy dỗ, ý nói là Thành Mỹ không được dạy dỗ. Nếu một câu nặng á, thì chúng ta phải nên nghĩ rằng là anh Luân muốn nói rằng Thành Mỹ mất dạy, phải không? Rõ ràng là như thế. Mình không phải là châm dầu thì vô lửa, nhưng đây là rõ ràng cái bút tích của anh hai viết như vậy là anh hai cố tình. Nếu mà không muốn nói là nhục mạ người ta nữa. Tại vì Thành Mỹ có nói một câu là lúc trước Thành Mỹ có lên một câu nói là hình như là anh em cũng không phải là huyết thống thì cái gì gì đó tôi cũng đã quên rồi. Để tôi nhớ lại cái võ Thành Mỹ.
Nó nhiều quá các bạn ơi, bây giờ mình không vâng, đại khái là Thành Mỹ có viết một câu nói như thế. Đại khái giống như là mình cũng không phải là anh em cùng huyết thống họ giỏ, cho nên có anh hai hay không có anh hai cũng được. Nhưng ý Thành Mỹ muốn nói rằng là một người anh mà chơi xấu với đứa em, đâm sau lưng một đứa em như vậy là không tốt. Và cái cách đáp trả lại của anh hai thì chúng ta biết rằng là thì nãy đầu tiên vô là anh hai đã nói liền đó, các bạn thấy liền liền đó, nghe cái câu đó liền cái gì phải không? Là đối với lưng thì không quan trọng có cùng huyết thống anh em hay không, nhưng khi mà lưng thấy người ta khổ khó khăn hoạn nạn thì lưng cũng đều giúp trong khả năng của mình. Nói về sự giúp đỡ đó các bạn, mình thấy rằng người mà giúp nhiều nhất trong cái lúc mà anh em nhà họ Võ khó khăn ăn mì gói, không có tiền đi nhà thương uống thuốc cầm cự hoặc thiếu thốn trăm bề là Bình Tinh. Ngay cả tiền viện phí này kia nọ, Bình Tinh một tay của chị ba lo hết. Và chị ba cũng lúc nào cũng muốn giữ cái hòa khí giữa gia đình anh hai, chị ba và bé Hồng Loan. Nhưng ai là người muốn đạp đổ cái tình nghĩa này xuống? Ai vong tình, vong ơn cái tình nghĩa của ba Linh 30 năm nay? Ai hãm hại con của ba Linh cùng với một người nào đó? Có một cái đoạn ghi âm. Các bạn nghĩ như thế này nè. Cái đoạn ghi âm mà Bem Ni nói xấu Loan hoặc là có những lời mà cay nghiệt đối với Hồng Loan và Ni á, thì quý vị nghĩ ngay. Thí dụ có ba người mà hai người không ghi âm thì là người nào? Trong lúc đó có Hoa hậu Phương Lệ. Thì các bạn đoán rồi, các bạn biết ai rồi phải không? Cũng như là Hồng Loan này ha, Phương Lê này ha, Vũ Luân này ha, Ni này ha, rồi có Song Minh nè, có Huy Sang, có mấy người kia ha, đại khái thí dụ là tôi cho là có 8 người đi, mà cái camera đó, những lời âm đó là 7 người không có, 7 người không phải là của họ, thì người nào cuối cùng có phải là Bông Hậu không? Nói rõ ra luôn như vậy. Và Bông Hậu chính là người, tôi không biết là người tiếp tay cho anh hai hay anh hai lại là một một người hỗ trợ đắc lực cho Bông Hậu để muốn trù dập Ni, và liên tiếp bây giờ là muốn hại luôn cả vấn đề mà cái sinh nhai của Hồng Loan là vấn đề kinh doanh mỹ phẩm. Họ bây giờ họ livestream hàng ngày, họ đã kích vấn đề mỹ phẩm của Hồng Loan. Nhưng mà cái gì cũng vậy các bạn ơi, buôn bán thành công hay không thành công là muôn sự tại nhân, mà thành sự thì tại thiên. Đôi lúc cái chữ tài nó đi chung với lại chữ tay nữa đó. Bây giờ giữa anh hai và cái cô Bông Hậu này rất là bị tai tiếng. Tôi nói thật luôn á, nội cái việc mà lên trên sân khấu mà ôm xà nẹ với nhau, rồi PR, và nó có một cái chứng thực khác của họ nữa, chứ không phải là vấn đề tình cảm đâu. Tất cả ai cũng biết rằng anh hai, xung quanh anh hai là toàn là trai đẹp không à. Và các bạn cũng biết rồi, nuôi trai đẹp và trẻ thì cũng tốn tiền lắm, chứ không phải là ít. Mà anh hai không phải là người giàu dư giả giống như mà chúng ta tưởng tượng đâu. Nguyên Vũ mới là thật sự là cái người mà chính nhân quân tử, đến và đi rất là êm đềm. Thấy anh hai sân si ganh tị với mình quá, Nguyên Vũ rút lui về hậu trường, nhưng vẫn theo dõi drama, vẫn bên cạnh Hồng Loan, vẫn liên lạc với Ni, nhưng không ra mặt thì thôi. Đó đó là cách làm việc của người quân tử. Các bạn thấy là anh hai có một cái tính khí là hơi sân si, hơi nhỏ mọn một chút xíu, và lúc nào cũng nghĩ tới cái vụ mà tiền bạc tiền bạc. Lúc trước tôi cũng hay nói về những cái video clip, những tờ báo của anh hai và cái cô Bông Hậu này, vì tôi thấy rằng nếu họ không đụng chạm tới Hồng Loan, không có đem Ni ra để trù dập, thì cái chuyện đó
tôi cũng hoan nghênh cái chuyện tình cảm của họ đến với nhau, hai người độc thân đến với nhau là ok. Nhưng sau khi tìm hiểu thật nhiều ở bên trong và tôi thấy anh hai không phải là một người đơn giản, anh hai có rắp tâm hại em gái của mình nhiều quá, cho nên mình phải vạch rõ cái ranh giới luôn nữa. Đối với tôi thì hơn một năm nay tôi dõi theo cái drama này, không phải là tôi bên Hồng Loan bất chấp đâu, và nhưng mà tôi thấy cái cô bé này thật đáng thương. Từ hồi lúc mà cha chưa mất đã bị cô chú ăn hiếp, phải không? Các bạn cứ thử nghĩ đây, nếu cô và chú không hại ba mình, mất 5 căn nhà, một cái biệt thự 1.000 lượng vàng, thì bây giờ cha của cô ấy vẫn còn sống với cô ấy, cũng còn sống với là cháu ngoại, tại vì số tiền ấy rất là nhiều, ăn hai ba đời không hết và có thể đi chữa bệnh luôn. Với số tiền ngần ấy thì cố nghệ sĩ có thể ra nước ngoài, Mỹ không được thì Pháp, Pháp không được thì Singapore. À, cái bệnh của ông ấy các bạn cũng biết rằng, mà thì tôi biết rằng nó có di căn, thì bệnh ung thư mà mới phát hiện ra giai đoạn đầu á thì nó dễ trị hơn là phải đợi tới đợi thời gian thứ hai, thứ ba, tư vẫn còn ha. Với cái số tiền mà mấy đứa em không phá đó thì ông ấy sống một cuộc đời tuổi thọ dài với con cháu, phải không? Đằng này tại vì mấy đứa em phá quá, một người thì bào, một người thì báo, bây giờ cộng là mấy đứa con nuôi nữa. Phải nói ông cố nghệ sĩ này ổng hiền quá, mà gặp toàn là cái gì đâu không à. Rồi một người con nuôi này thì bây giờ hại con gái của mình, rồi một người con nuôi kia là tên là một người con nuôi mà có cái số tài khoản mà người ta gửi về đấy các bạn. Tuy rằng người này không lên tiếng, cho đến bây giờ cũng không lên tiếng, thì giúp không giúp mà hại không hại thì cũng ok đi. Tên Sô ấy, vợ chồng người con nuôi này là tên Sô, người con trai nữa, chỉ còn có Bình Tinh là còn nhớ ơn của cha mình. Có thế nào đi nữa thì cũng gọi em gái mình nói chuyện trước, rồi đem câu chuyện lớn thành trung bình, rồi trung bình thành nhỏ, rồi xóa hết. Còn anh hai thì không, anh hai này từ nhỏ xé ra to. Anh hai này thì thường thường hay cái vấn đề tiền bạc thì rất nhiều lắm, dính líu tiền bạc rất nhiều. Đây là một cái vụ kiện mà do tờ báo Việt Nam .net ở Việt Nam, các bạn biết Việt Nam .net là .net, Việt Nam .net là một tờ báo lớn nhất ở Việt Nam, là tờ báo mẹ của các những tờ báo kia luôn. Nhiều khi những cái tờ báo như là Việt Nam Express, báo Lao Động, báo Dân Trí, báo này báo kia là theo tờ báo này viết ra luôn đó các bạn. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đạo diễn hình ảnh Minh Bo bị kiện đòi 20 tỷ. Cái người nguyên đơn là ca sĩ Nguyễn Tâm khởi kiện đạo diễn hình ảnh Minh Bo và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh liên quan đến quyền tác giả bộ phim Nơi Nào Cho Tình Yêu được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Theo đơn gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Nguyễn Tâm khởi kiện công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Kiến Vàng do đạo diễn hình ảnh Minh Bo, tên thật là Trần Minh Trọng, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Luân Entertainment, do nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, tên thật là Lương Văn Bình, đại diện. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Nguyễn Tâm và Minh Bo, giám đốc công ty Kiến Vàng, ký hợp đồng sản xuất phim truyện dài tập Nơi Nào Cho Tình Yêu do Nguyễn Tâm đạo diễn sản xuất kiêm biên tập. Kịch bản phim Nơi Nào Cho Tình Yêu được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả, được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 8607/2020 QTG ngày 18 tháng 11/2020. Năm 2020, Nguyễn Tâm phát hiện bộ phim nói trên được thông tin sẽ phát hành trên kênh YouTube của Z1 TV.
Z1 TV đọc tiếng Anh là như vậy, còn tiếng Việt là Y dài EAH1 tờ vờ. Sau khi liên hệ với đạo diễn hình ảnh Minh Bo, anh được cho hay Vũ Luân Entertainment đã lấy cái phim chưa hoàn chỉnh khi Minh Bo đưa vào ổ cứng chứa phim này cho công ty lồng tiếng. Như vậy là Vũ Luân lấy cái bộ phim này ha. Nguyễn Tâm đã yêu cầu Z1 TV tháo gỡ cái trailer phim, dừng phát hành trên YouTube, đồng thời công bố việc mình là đạo diễn, nhà sản xuất luôn, và tác giả kịch bản Nơi Nào Có Tình Yêu. Là có nghĩa là ca sĩ Nguyễn Tâm là vừa là viết kịch bản này, nhà sản xuất nào, mà cũng là đạo diễn cho bộ phim này nữa. Nói bằng cách khác là Vũ Luân phỏng tay trên ha. Anh cho rằng Vũ Luân Entertainment đã sử dụng phim chưa hoàn chỉnh để xử lý hậu kỳ, sửa đổi tựa đề phim luôn. Nơi Nào Cho Tình Yêu thành cái bộ phim khác, có cái tựa đề là Hạnh Phúc Bay Xa Rồi. Hạnh Phúc Bay Xa, rồi phát hành trên YouTube cá nhân của Vũ Luân. Do vậy, Nguyễn Tâm khởi kiện Vũ Luân Entertainment, hành vi này xâm phạm quyền tác giả tác phẩm, ảnh hưởng uy tín danh dự của anh, khởi kiện công ty Kiến Vàng vi phạm nghĩa vụ bảo vệ bí mật thông tin theo cam kết tại điều 5 của hợp đồng. Do định cư tại Mỹ, ca sĩ Nguyễn Tâm ủy quyền cho luật sư Phạm Trung Hiếu tiến hành khởi kiện, yêu cầu công ty Kiến Vàng và cả Vũ Luân Entertainment liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín với số tiền là 20 tỷ đồng, gần 1 triệu đô. Trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Cái thời đó thì chắc cũng gần cả 1 triệu ha các bạn ha. Sau khi xem xét đơn khởi kiện, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thụ lý vụ án dân sự, gửi giấy triệu tập đương sự vào ngày 23 tháng 11, ca sĩ Nguyễn Tâm cũng hoàn tất việc đóng tiền tạm cho án phí là 66,5 triệu đồng. Chia sẻ với lại tờ báo Việt Nam Đại Nét, ca sĩ Nguyễn Tâm cho biết từng có mối quan hệ thân tình với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân năm 2017. Cả hai cùng nhau đầu tư cho dự án phim Nơi Nào Cho Tình Yêu. Sau quá trình làm việc, họ nảy sinh ra nhiều sự bất đồng, mâu thuẫn liên quan đến kinh phí đầu tư, cũng là liên quan đến tiền. Anh hai này có cái là hay, cái là hay bị người ta kiện, và lúc động kiện là cũng dính líu tới tiền bạc. Sau sự việc xảy ra năm 2019, như trình bày trong đơn kiện, Nguyễn Tâm gặp khó khăn do dịch bệnh nên chưa thể tiến hành các biện pháp về pháp lý. Đến nay, anh muốn đưa vụ việc ra giải quyết theo quy định của pháp luật. Về yêu cầu bồi thường 20 tỷ đồng, luật sư Phạm Trung Hiếu, đại diện theo pháp luật của Nguyễn Tâm tại Việt Nam, cho hay anh tôn trọng quan điểm của thân chủ. Cụ thể, Nguyễn Tâm đòi bồi thường thiệt hại về mặt vật chất là 5 tỷ đồng và tổn thất tinh thần là 15 tỷ đồng. Việt Nam Đặt Nét nỗ lực liên hệ với đại nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, đại diện của Vũ Luân Entertainment và đạo diễn hình ảnh Minh Bo, đại diện công ty Kiến Vàng liên quan đến tranh chấp tác quyền không bắt máy, có nghĩa là họ không muốn trả lời về cái vụ kiện này. Nó rắc rối cho nên họ cảm thấy rằng có thể ảnh hưởng đến công ăn việc làm cho nên họ không trả lời. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về những việc liên quan đến anh hai và công việc làm ăn luôn luôn thất bại của anh hai và những cái vụ kiện liên tục. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một cái video lần sau nhé.